tái đầu cho mình coi lại. Mình làm xác định. Điều kiện của đề tài này đặt ra là D cộng E phải cách xa. Chỉ ý thôi sao? Thì đây hãy chỉnh. Thế là sao? Đề đây cộng lý do. Một lần nữa thầy nhắc lại cái chữ tự lại ở đây, thầy còn mình phải hiểu một điều rằng là với cái đơn bằng không được tìm được m đó, thì m đó cái hàm số mình có phải cộng đề bài không, phải cộng đề bài thì mình nhận, không phải thì loại. Chứ không phải thấy vô đúng thì nhận, sai loại ngay vì bữa đó thì còn sai mà, thì còn sai sai cái nhận. Chứ là phải phân biệt được đúng cái cộng đề bài hay không đúng cái cộng đề bài. Đúng như cộng đề bài nhận, không đúng như cộng đề bài lại. Nhớ vậy hiện nay. Rồi chi D khác không? Thì lúc này cái điều kiện đặt ra của mình là X khác trừ E chi D. Trên đây cái biện xác định D của mình sẽ là R bỏ đi trừ E chi D. Hoặc mình có thể đi theo cái góc nhìn khác, đó là phải từ trừ vô cùng cho đến trừ e chi d, đó trừ e chi d cho đến cộng vô cùng, có thể được chưa? Rồi đến đây mình mới lấy đạo hàm. Trong trường hợp này đạo hàm chi phẩy của mình nó thành chắc chắn như mẫu bình phương, mình có cách tính nhân đạo hàm này đúng không? Rồi tính tử mình lấy đạo hàm á thì nó ra được cái cộng a một x bình cộng b một x cộng c. Với x của mình nó khác trừ e chi d. Bắt đầu đến đây các em nghĩ gì nè? Giống của đạo hàm hoàn toàn phụ thuộc vào giống của cái cộng tính tử, không đúng rồi, không phải cái đạo hàm, được chưa? Và đây lại là một cái dạng tác tính bậc hai. Thì ở đây phải xét tiếp cái trường hợp a chấm một a một bằng không thử lần. Trường hợp a chấm hai a một khác không, được chưa? Thì lúc này mình sẽ đi tính thằng delta hoặc delta phẩy của thằng nào, của cái cộng đề nào, được chưa? Và nó có hai trường hợp, trong cái trường hợp ở bài học này, trường hợp thứ nhất a một dương giống như thằng ba lượng nào đó, a một a không. Đến đây nó có xảy ra cái tình huống delta âm, delta hoặc delta phẩy nhé. Thì lúc này thằng này biện xác định của mình là R bỏ đi trừ E chi D do delta nó âm, cho nên phương trình này vô nghiệm nó cùng giống hệ số A một cộng cộng, và cái này nó tăng trên từng khoảng xác định.
Trong cái trường hợp này, có dấu trừ. Tại sao vậy? Vì dấu của đạo hàm lúc nãy các em thấy là tùy thuộc vào nguyên tắc cái dấu á, thì dấu mẫu nó luôn dương rồi, dạng này bình phương lên là dấu cộng, còn này nó phải tùy thuộc vào dấu A1 á. Nếu A1 của mình dương thì nó dấu cộng, qua đây nghiệm coi chẳng, em thấy không? Vậy là lúc này tinh thần bên đây không dạy, nó sẽ giảm tinh thần phải xác nhận. Đối với cái hàm bậc hay khi bậc nhất, trong trường hợp thứ hai khi delta bằng 0 và delta phẩy bằng 0 thì cái thằng này nó có nghiệm kép, và nó có một điều cực kỳ đặc biệt, cái nghiệm kép nó trùng như này luôn, và bạn sẽ giấu y chang về bản kia, y chang gì luôn, nó khác, được chưa? Cho nên là trường hợp delta bé hơn hoặc delta bằng 0, kết quả nó như vậy. Trường hợp tiếp theo, delta lên dương, delta phải dương đó nha. Khi thằng này dương thì chắc chắn thằng này sẽ có hai nghiệm phân biệt, và nghe kỹ giùm thầy nè. Hai cái nghiệm phân biệt của cái phương trình này nè, nó luôn luôn khác cái thằng trừ e kia đây. Đó với cái hàm bậc hai như bậc nhất này nha. Khi em cho cái thằng này bằng không, em tính ra hai nghiệm phân biệt, thì hai nghiệm phân biệt đó luôn luôn khác cái thằng này, luôn luôn khác. Và thậm chí luôn nữa, hai cái nghiệm đó, cái nhận này làm phân biệt. Tức là tổng hai nghiệm với cấp đôi này, đó là tiền cho bảy nha. Và sẽ giấu đây cộng trừ trừ cộng, rồi đại biểu hình dây rồi đó. Tương tự cho cái phần bên đây, và thầy đặt đây 1, 2, 3, 4 xem qua cái đó và bắt đầu xuống bài tập, được chưa?